3. Tham cầu sự khế hợp. Lại nữa, thiền nam tử kia trụ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, tính viên định phát minh. Trong tam ma địa, tâm ưa sự thầm hợp, lóng lặng tư tưởng, tham cầu khế hợp. Giảng: Lại nữa, thiện nam tử kia trụ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, tính viên định phát minh. Lại nữa, trong cảnh giới rộng suốt vi diệu có được sau khi tòa ấm đã tiêu dung, hành giả không còn tà lự nữa, an trú trong định sáng suốt tròn đầy. Trong tam ma địa, tâm ưa sự thầm hợp, tâm thích sự hợp nhất tinh thần. Tâm muốn thân cận các vị hiền thánh, lóng lặng tư tưởng, tham cầu sự khế hợp. Hành giả nỗ lực lắng động tâm tư, đạt đến sự tinh thuần. Do vì ẩn giấu một niềm tham cầu sự khế hợp, nên hành giả đã cho ma dương một cơ hội tốt để phá anh ta. Lúc ấy, thiên ma được cơ hội thuận tiện, dùng tinh thần nó gái vào người khác, dùng miệng người ấy giảng thuyết kinh pháp. Giảng: Lúc ấy thiên ma được cơ hội thuận tiện, dùng tinh thần nó gái vào người khác, dùng miệng người ấy giảng thuyết kinh pháp. Thiên ma thấy được cơ hội thuận tiện, vậy nên nó phóng tinh thần nhanh chóng chiếm đoạt người ấy và dùng miệng người ấy để giảng nói kinh pháp. Người ấy thật không biết bị ma gái vào, lại tự cho rằng mình đã chứng được vô thượng niết bàn. Khi nó đến nơi người mong cầu sự hợp nhất tinh thần ấy, liền trải tòa ngồi giảng pháp. Thân hình người đó và những người ngồi nghe pháp bên ngoài không có gì thay đổi, nhưng lại khiến cho thính giả trước khi nghe pháp có cảm giác trở nên được khai ngộ, nên họ thấy được từng niệm đổi đời. Hoặc họ được túc mạng thông, hoặc có tha tâm thông, hoặc thấy địa ngục, hoặc biết được những việc tốt xấu trong cõi người, hoặc nói kệ tụng kinh, mọi người đều vui vẻ như được việc chưa từng có. Giảng: Người bị gá ấy thật không biết bị ma gá vào, lại tự cho rằng mình đã chứng được diệu quả vô thượng niết bàn. Khi nó đến nơi người mong cầu sự hợp nhất tinh thần ấy, liền trải pháp tòa, bước lên rồi ngồi giảng pháp. Thân hình người đó và những người nghe pháp bề ngoài thì không có gì thay đổi, thân tướng của nó cùng với những người nghe pháp không có gì biến đổi, không có gì xảy ra phía bên ngoài thân xác của họ. Ý nghĩa đoạn này khác với đoạn kinh trước, là người nghe pháp bỗng thấy mình ngồi trên tòa sen báo, hoặc thấy thân mình phát ra ánh sáng màu vàng tía rực rỡ. Cũng không như khi họ thấy người giảng pháp biến hóa thành Đế Thích, Tỷ Khưu, Tỷ Khưu Ni, phụ nữ. Trường hợp này không có sự biến hóa như thế, nhưng thay vào đó lại khiến cho thính giả trước khi nghe pháp có cảm giác trở nên được khai ngộ. Sau cảm giác khai ngộ ấy, họ thấy như vừa trải qua một cơn say rượu, hay vừa trải qua một giấc mơ mà trong đó mình được giàu có. Cảm giác khai ngộ này không phải là khai ngộ chân thực, nó chỉ là một loại huyễn cảnh. Cũng giống như khi xem phim hoặc uống thuốc hallucinogenic, huyễn giác hoàng vậy thôi. Họ thấy mọi chuyện đều ở trong cơn biến hóa huyễn ảo, nên tâm họ thấy được từng niệm đổi dời. Hoặc họ có được túc mạng thông, nhưng thật ra túc mạng thông ấy cũng không thực. Những gì nó thấy đều là huyễn ảo. Hoặc họ có tha tâm thông, hoặc thấy được tất cả cảnh giới ở địa ngục, hoặc biết được những việc tốt xấu ở cõi người, hoặc có thể tùy việc nói kệ theo lối riêng của nó, hoặc tùy hứng tụng kinh. Mọi người đều vui vẻ, cảm thấy như được việc chưa từng có. Họ đều nói: Ông ấy thực là một vị Bồ Tát, ông ta chính là Phật, ông ta làm cho tôi khai ngộ, ông ta đã khiến cho tôi có túc mạng thông. Tuy nhiên cảm giác ấy chỉ có được khi họ đang nghe ma giảng pháp. Đó là điểm then chốt cho ta biết pháp ấy chẳng thật. Hành giả ngu mê làm cho người ấy là Bồ Tát, tâm trở nên vướng mắc chuyện yêu đương, nên quỷ phạm luật nghi của Phật lén lút làm chuyện tham dục. Giảng: Hành giả ngu mê làm cho người ấy là Bồ Tát, hành giả ấy cực kỳ mê muội, nghĩ tưởng kẻ đang bị gá vào là Bồ Tát, tâm trở nên vướng mắc chuyện yêu đương, anh ta giao tình với ma, nên quỷ phạm luật nghi của Phật, không còn tuân giữ giới luật nữa,
lén lút làm chuyện tham dục, âm thầm làm chuyện dâm dục. Nó ưa nói có Phật lớn, Phật nhỏ, vì Phật này trước, vì Phật này sau. Trong đó còn có Phật thật, Phật giả, Phật nam, Phật nữ, Bồ Tát cũng như thế. Người tu hành nghe vậy liền tin, tẩy sạch bản tâm, dễ rơi vào tà ngộ. Giảng, nó ưa nói có Phật lớn, Phật nhỏ, mà thích nói những chuyện gì? Nó nói, các ông đã học Phật Pháp, vậy các ông có biết Phật là gì không? Có các Phật lớn và các Phật nhỏ, Phật già, Phật trẻ. Nó còn giải thích chi tiết hơn. Vì Phật này là trước, vì Phật này là sau, vì Phật này là thật, vì Phật kia là giả, mà tuyên bố rằng chính nó là Phật thật, trong khi các vị khác là Phật giả. Nó còn nói có Phật nam, Phật nữ. Nó khăng khăng quan hệ giữa các vị nam và nữ tạo ra các vị Phật. Đó là nguồn gốc các vị Phật, đó là Bồ Đề Tâm. Dĩ nhiên điều này gây cho người ta mê lầm. Họ nghĩ rằng, ồ, đó là cách mà người ta thành Phật. Thế rồi họ buông thả vào cuộc sống trác tán trụy lạc. Họ thà chết còn hơn là không được sống thác loạn trong dâm dục. Nó phân biệt các vị Bồ Tát cũng như vậy, mà vẫn nói rằng có Bồ Tát lớn, có Bồ Tát nhỏ, Bồ Tát nam, Bồ Tát nữ. Thực ra, trừ phi quý vị không muốn thành Phật thì thôi. Còn nếu quý vị muốn thành Phật thì quý vị phải có thân người nam, thân nữ không thể thành Phật được. Quý vị muốn thành Bồ Tát cũng phải là thân nam, thân nữ không thể thành Bồ Tát được. Người tu hành nghe vậy liền tin, tẩy sạch bản tâm, dễ rơi vào tà ngộ. Khi nghe Ma nói những điều ấy và nghĩ, ông ấy nói đúng thật, tôi luôn thấy Bồ Tát Quán Thế Âm được mô tả như một phụ nữ. Đó là bằng chứng xác định vậy. Những người ấy không thấu hiểu Phật Pháp, Bồ Tát Quán Thế Âm chẳng phải nam cũng chẳng phải nữ. Ngài tùy nguyện lực của các loài chúng sanh mà ứng hiện. Ngài tùy theo từng loại căn cơ của chúng sanh mà giáo hóa họ. Rất khó phân biệt được sơ ứng hiện của Bồ Tát, trừ thần lực của Ma Dương. Vì Ma Dương cũng có thần thông, nó có thể tự hóa hiện thành. Các ông làm sao mà biết được ai là ma? Hãy quan sát họ xem có tham dục hay không. Niềm tin ban đầu bị biến mất hẳn, tâm tu hành chân chính ban đầu nay đã bị xóa sạch hẳn, dễ bị rơi vào hiểu biết tà dại. Đây là loại mị quỷ tuổi già thành ma. Nó khuấy rối người tu hành. Khi đã nhàm chán, nó rời khỏi thân người mà nó đã gá vào. Cả thầy và trò đều sa vào lưới pháp luật. Giảng, đây gọi là mị quỷ, một loại ma trong các loại ly, mị, võng, lượng. Tuổi già thành ma, nó khuấy phá người tu hành, tu tập chánh định. Khi đã nhàm chán, nó rời khỏi thân người mà nó đã gá vào. Cả thầy và trò đều sa vào lưới pháp luật. Khi tâm ma đã nhàm chán việc đó rồi, cuối cùng không gá thân người nữa, cả đệ tử và thầy đều rơi vào lưới pháp luật, họ đều bị bắt và tống giam. Các ông nên giác ngộ sớm để khỏi bị luân hồi, nếu mê lầm không biết sẽ rơi vào địa ngục vô gián. Giảng, các ông nên giác ngộ sớm để khỏi bị luân hồi, các ông nên thức tỉnh ngay lúc ban sơ để khỏi rơi vào dòng sanh tử của ma dương. Nếu thiếu trí huệ và mê lầm không biết những gì đang xảy ra, sẽ rơi vào địa ngục vô gián. Ha ha ha, 问三摩地娑诃。